Trước mặt tôi là đang đứng ở trên đỉnh cái đội 6B, mà trước đây là đại đội 5 nhận nhiệm vụ đánh một trận tấn công. Tôi là người đã trực tiếp tham gia cái trận đánh tấn công này, và đại đội tôi đã giành được cái điểm 6B. Và khi đánh được sang thì lúc bây giờ chúng tôi đã coi là 15 phút là coi hoàn toàn làm chủ trận địa, sau là 30 phút là đã hoàn toàn và đã tiêu diệt và đã bắt sống tên Lý Lâm Hải, người Đông Trung Quốc. Đây là lúc này tôi đang đi vào cái hầm 6B. Đây là trước mặt tôi là cái hang mà quân địch lúc bấy giờ là Trung Quốc nó ở dưới này. Bây giờ quay đi hầm chui lên. Bây giờ để xác nhận cái hầm này, bây giờ tôi chui hẳn xuống dưới. Lúc bấy giờ là đi là thẳng vào đây. Dạ. Bước xuống. Thẳng bước xuống như thế này, hai tay là chống vách đá bấu. Dạ. Cái hầm tuy rằng nó có nhỏ nhưng mà là đi phải nghiêng người. Dạ. Nếu mà đi thẳng kiểu kia không thoải mái đấy. Như lúc này là tôi đang quay ra. Nhưng mà đi thì phải như lúc đầu tiên đi xuống là hai tay chống vách đá này. Hai tay chống vách đá, quay sau lưng đi xuống. Như này. Vâng, như ấy chụp ấy thò đầu ra rồi nó chụp cái để lên rồi đưa cho nó chụp vòng quanh đây cái để xuống. Không. Cháu phải xuống dưới này xong xem ở dưới này này. Dạ, xuống dưới thực tế dưới này này. Hỏng đấy. Tao ngủ đây mấy đêm. Hả? Ngủ đây mấy đêm. À, dạ, đây cháu xuống đây xem cái hang đá nó tự tạo. Dạ vâng. Cháu chui lên đây. Mong lên đây cầm anh ạ. Sau 30. Ok. Chẳng. Để đủ hết quần áo rồi. Vâng, không vạch chui ra cái ngách gì kìa. Nó có cái ngách xuống dưới chân ấy. Đây. Đây, chỗ là nó mất miệng rồi. Kì. Nó chưa. Quá rồi. Đá mượn đấy. Đá mượn. Đóng cái này là cũng có cái hầm nữa là tôi. Có cái thằng kia thôi. Thằng cao kia thôi. Đấy thì thịt. Đấy là nó đòn rồi. Đá nó cứ tụt xuống. Ừ. Đấy, chân phải đi cẩn thận. Cái hầm này là lúc bấy giờ là nó chưa bị sụt lở như này, thiên nhiên tạo hóa thì bây giờ trả lại, mà cái hầm này bây giờ tự nhiên là nó bị vỡ này. Bởi vì khi bắn một cái loạt băng AK thì tại sao là cái tên lính Trung Quốc nó không chết, thì nó đứng né về bên tay phải của tôi, đang đứng né bên tay phải. Thế sau bắt đầu là nó lên đầu hàng thì tôi chui xuống dưới này. Thì cái hầm này, này bây giờ là nó đã bị sụt lở như thế này. Chứ thật sự ra trước là nó không sụt lở. Và bên dưới này đấy, lúc bây giờ là ở là nói chung là rất đàng hoàng, chứ nó không như thế này. Đây là những các cái dây móng. Em cứ vần xuống này. Đây cái chính vì cái này nó bị sụt lở này. Dạ đây bác cầm cái máy này bác quay cho coi này. Đây cháu vừa ấy đây được. Đây cái hang này của nó, đây là những các cái chỗ đá mượn nó sụt lở, và chính cái tảng đá này đã bị sụt lở xuống đây. Dạ. Đấy, cái tảng đá này nó sụt lở bởi vì cái hầm đây là mình xuống đây là đi ở bên trong, đứng ở bên trong được. Dạ. Đấy, cái thời gian đấy đi bên trong đứng bên trong được. Và những các cái chỗ ở phía bên này thì nó coi là để cái chum vại nước này. Đấy, chum vại nước bên này thì nó nằm nó ngủ ở bên chỗ đoạn này này. Đấy, thì trong khi đó là bánh lương khô, đại để bánh lương khô và cái đồ hộp rau dưa, thuốc lá bông hồng, lựu đạn và những các cái súng ống của nó ở trong này lúc bấy giờ. Dạ. Là chúng tôi đánh vào là chiếm lĩnh được. Đấy, trong này còn cái bát này
Bát này thì đây là một cái bát sắt. Bát sắt này là của bọn Trung Quốc ngày xưa. Đấy, những bát sắt. Và những ngày năm tháng qua này, những các cái di vật trong hầm chắc là thực sự lúc bấy giờ xong người mình cũng tiếp quản trong này và đã thu lại những các cái chiến lợi phẩm của nó. Đây, tại sao tôi nói là cái hầm này nó bị sụt lở thì đúng là nó đã bị sụt lở, tạo hóa sụt lở. Bởi vì cái này nó nhẽ nó ở trên cao tảng đá, là cái cửa nhìn ra cái bình độ 400, lúc này là nó có một cái đúng cái chỗ lỗ như này. Cái lỗ cho mai hướng ra để nó ăn uống vệ sinh và nó nhìn ra cái đỉnh 400 được. Thì bây giờ lúc đấy là tôi nhìn rõ, nhưng bây giờ nó vẫn còn, bởi vì hòn đá nó rơi xuống nhưng mà nó vẫn còn cái khe ánh sáng ở cái hầm này. Đấy, chính cái hầm này là cái hầm số 4 mà lúc gọi là Trung Quốc nó ở. Mình đã oánh thắng và chiếm lại được cái hầm này và kể cả cái quả đồi 6B mà theo cách Trung Quốc gọi là đồi 211 mà Trung Quốc nó đã chiếm đánh lấy lại cái mảnh đất này của mình mà mình phải đánh lại và giành lại bằng được cái điểm 6B này. Lúc bây giờ thôi nó chỉ có thế này thôi cháu. Dạ vâng. Đấy. Bác chờ cháu thì để cháu quay nốt cái cháu quay các cái ngóc ngách của nó, các cái hòn đá này bị vỡ sụt xuống này, nó sập xuống này. Bởi vì lúc bây giờ là nó không như này đâu, đây này, nó sập hết xuống đây này. Cái hầm này rất rộng này, và trong nó vỡ sập xuống, nó vỡ hết này. Vâng. Đấy. Dây thông tin này. Đấy, dây điện thông tin, đây là dây điện thông tin đây này. Dạ vâng. Đấy, dây điện thông tin này là lúc vào là của bọn Trung Quốc nó đã có sẵn rồi này. Dạ. Đấy, lúc vào nó có sẵn dây điện này rồi, của bọn Trung Quốc. Đấy. Bởi cái chỗ này là nó sập xuống, nếu không là có cái hướng nhìn ra đây. Thế giờ mình lên được luôn ở chỗ đấy. Lên được luôn chỗ đấy. Vâng. Và chính cái ngách đây này, cái ngách để nhìn ra nó ở ngoài này đây này. Dạ vâng. Đấy, cái ngách. Cái ngách hôm bác cháu mình nhìn ở đấy, đấy chính xác cái ngách đấy. Dạ, bởi vì ở trong hầm số 4 này không thì có cái một cái đại để như là một cái lỗ, và ở cái lỗ thì nó đại để là nó nhỏ, nó không to, cho nên nó ăn uống vệ sinh sinh hoạt nó vứt ra đây. Vâng. Đấy. Nó không chạy được ra ngoài. Yeah. Hầm này lâu nó sụt lở hết. Xưa là vào đây là nó rộng. Yeah. Bây giờ nó đè như này may là vẫn còn chui được vào. Vâng. Ngọc. Ngọc ơi. Dạ không, con gọi thằng em con cơ ạ. Dạ. Đây chờ anh tí xong nhấc máy lên các. Chờ con. Xem cái gì đây mà nó sập vào đây. Ôi là quả quần áo đây. Bao tải. Còn các cái bao tải gì nó sập vào đây. Đây này. Hầm rất rộng này nhưng mà nó chả phát nào nó bị sập. Đấy. Nó sập còn chứng tỏ là nó rộng. Không phải là hẹp đâu. Đấy, cái lỗ này. Chính cái lỗ này nhá. Cái lỗ này là cái lỗ mà nó ăn uống, nó sinh hoạt là nó đều lém ra đây. Và nó nhìn về cái hướng bình độ 400 lúc bây giờ của mình. Vâng. Đấy. Để nó quan sát cho nó dễ. Chính cái hầm này. Vâng. Bây giờ nó sập ghê quá. Nó sập hết xuống. Sập hết rồi. Đấy. Nhưng mà cái cửa của nó thì nói chung là cái cửa vẫn còn nguyên, mà ở bên trên một hòn đá lúc bây giờ mình phải đè hòn đá để xếp kiểu như là kiểu đắp xây lại cái cửa của nó. Yeah. Có một hòn đá trên to nó đập ngang ở đấy là mình phải lúc ấy phải vác lên để xây dựng lại công sự hầm cho nó được chắc chắn. Xuống mà móc lên. Lên đi anh. Lên lần lại được cháu ạ. Lên đi anh. Đây em xuống móc. À để em lên. Xuống anh ra nối này. Ồ. Đây mình lên cái nối này được. Vâng ạ. Bác lên lên trước đi ạ. Dạ. Wow. Ui ui. Cái khe nhỏ. Có tí. Ra được còn cửa ngoài không?
Cả đường quá. Không, cái cần kia cả. Cả được, kể đi được các bạn. Cả ra ngoài cơ. Cả ngoài nó vít đá rồi mà. Có một cái nỗ con còn. Bé thôi. Vít rồi. Nhưng mà nó nứt ra cái nỗ khác quá ạ. Cái nỗ kia, cái nỗ nhìn về 400 đấy phải không ạ? Có một cái này ra 400, có một đường nỗ ra gì ở ngoài này. Cái này chắc này. Bị nấp rồi. Bị nấp. Vâng. Có những cái bao. Được cái bát tuyệt vời bác ạ. Kỷ niệm. Bạn làm kỷ niệm. Bộ đội chống Mỹ cứu nước là cũng dùng cái loại bát này mà yeah. Chính của bên Trung Quốc nó đưa sang. Bát đèo. Bát này là bát ở trong hầm đấy. Chính hầm số 4 là Trung Quốc là đang ở lúc bấy giờ. Bây giờ tôi lên tôi đã lại nhặt được cái bát vẫn còn. Yeah. Wow. Đây chính cái hòn đá này là mình vác để coi là chắn này, chắn ví dụ như mảnh pháo, mảnh đạn các thứ, dạ, băng vâng. Là mình phải vác để mình chắn. Dạ. Mình chắn lại các cái chỗ này. Cái hầm. Wow, ở trên đây lại là cửa nữa. Cửa nữa đây, nó có hai cửa trên dưới. À, dạ. Cả cái hầm này đây. Này cháu vào cái hầm này. Vâng. Nó ở hết đây. Wow, hai hầm rồi. Hai hầm. Cái hầm này thực sự ra là bọn Trung Quốc nó vẫn ở. Dạ. Đấy, gọi hầm số 4 và hầm số 3. Dạ. Thì cái hầm số 3 thì đây tay Trung Quốc bọn nó vẫn ở, nó trong này có những cái sợi dây điện thông tin của nó vẫn còn rất nhiều. Đấy. Trong này dây điện thông tin này. Wow, trong này có đi được sâu vào không nữa hả bác? Không, nó chỉ thế này thôi. À, dạ. Cháu vào đây cháu quay ở thế này. Vâng. Wow. Cháu sợ không vừa hai bác cháu ấy ạ. Không vừa thoải mái. À dạ. Ngọc Ngọc ơi. Đây thông tin là thực tế này. Vâng. Nó ở đây. Dạ vâng, bác trời cháu tí. Cần quay rồi. Đây cái tiếp nữa. Ha. Một cái hầm nữa. Đấy, bọn nó như bây giờ là nó ở hết các cái hầm này. Và đây, dây điện thông tin của nó cũng còn đây. Wow. Đấy, các cái sợi dây điện thông tin. Vâng. Này, dây điện thông tin chúng nó dài cũng còn. Đấy, với những cái hang như thế này là có thể là vẫn chú ý pháo bắn và mình ém quân được, nó ém quân được, nó ở đây. Dạ. Cái hầm như này nếu như là kể cả Việt Nam cũng thế thôi, ở phải được 2 đến 3 người ở đây. Dạ. Để tránh bom. Dạ. Đấy, tránh pháo ấy. Bây giờ và Trung Quốc nó cũng ở cũng độ vài ba người nó ở đây. Dạ. Đấy, nó chỉ như thế này thôi. Bộ đội lúc bây giờ là như như chúng tôi ấy, thì thực sự ra bộ đội lúc bây giờ thì tóc thì dài lắm. Dạ. Tóc dài mà mặc cái quần đùi. Dạ. Mà coi là tóc thì dài là vòng tai này, vòng tay này. Dạ. Vòng nhẫn tay này. Nhẫn tay là cái hạt làm bằng hạt lổ DK. Dạ. Và cái vòng tay bằng liều phóng B41. Dạ. Đấy. Và cái vòng tai đeo thì nó cũng là cái liều phóng B41. Đấy, các cái hầm này. Đấy, trên kia. Đấy, cái ở bên trên này, này nó như là cái
dây điện của chúng nó. Dạ. Cái hầm này cao phết đấy. Cao, hầm cao. Dạ. Đấy, ngóc cách à. Như ngày xưa lúc chú chưa đi chiến đấu mà đánh trận tấn công này thì cũng chỉ có 3 người một cái hầm này. Yeah. Mình ở 3 người và có hầm nhỏ hơn là 2 người hoặc hầm nhỏ nữa là 1 người. Anh chú vừa. Cháu đi vừa. Cháu đi vừa. Nó đi thì không vừa nổi. Dạ. Đấy là hai cái hầm liền sát nhau ấy. Vâng, cái thằng trên cái dưới. Vâng. Thì lúc bấy giờ là bắt cái thằng tù binh là bên hầm số 4 kia. Dạ. Đấy. Bắt là cái ngách dưới này. Đấy. Cái thằng tù binh nó ở dưới ngách cái hầm này. Dạ. Còn bọn ở trên này là lúc bấy giờ nó phát hiện lộ là nó chạy ra. Dạ. Chạy ra là nó chống trả thì mình mới bắn tiêu diệt cho nó chết. Dạ. Cái tay mà nó chạy ra ngoài lúc bấy giờ nó người nó to lắm, nó to dạ. Béo, nó cắt chọc đầu, thì tôi bắn một phát đạn AK thì bay cái mảng sọ nó lòi óc ra, wow. Nó ngắm cái khẩu súng đại để là trung liên ở cái cánh đồng hoang. Ôi, xin chào tất cả anh em người đồng chí đồng đội cựu chiến binh mặt trận của Vệ Xuyên Hà Giang. Xin chào các đồng chí nha. Dạ. Nó bàn giao được lệnh sang mà khi mà chiến tranh và bên Trung Quốc nó giành giật cũng quyết liệt thế nhưng mà đơn vị chúng ta là cũng quyết tâm giữ, tuy rằng là anh em cũng bị thương và hy sinh mất mát cũng thiệt hại nhưng mà trung đoàn lệnh bảo giá nào cũng phải ấy phải giữ. Thì khi chúng tôi sang ấy là đến đây là cái hầm này là bị sập cái cửa này phải bới ra đây này. Đấy thì bắt đầu là đánh mìn. Còn anh em chỉ còn duy nhất một người dưới chốt thôi. Và sáng sau đưa công binh sang là tôi dắt hai công binh và thêm ba ông lính mới nữa. Thì là sang bắt đầu khôi phục vào hầm đây. Hầm đây. Nó có một cái hướng. Đấy. Đây cái hầm dưới, trên có hai tầng cơ. Nhưng kia tầng trên nó đánh sập hết rồi giờ nó bào mòn qua thời gian. Thì mình cái chỗ này nó vẫn hư ấy này mình phải kè đá này. Đánh sập ở chỗ này nhưng rơi tất cả những chỗ này trước ấy. Là toàn bộ là mình đánh những cái hầm nó giống như đánh đá để mình rộng ra một tí để mình làm cái tải mà ngủ không ngủ được đâu thì là gọi là từ ngoài cho đi mình gọi là dựa lưng thôi. Đấy, đây cái này hợp vào trong này đây. Dạ. Ở trong này. Đây có nách ở một cái nách trong sâu. Có những gì sống động như bao tải dây thông tin em nhé. Vâng. Để nhé, những cái gì sống động. Đây này, đây này. Đây trong này nhá. Dạ. Trong này. Đấy, sâu là ở trong này cũng không ở được nhiều người đâu. Dạ. Thế nhưng mà khi mà anh em gác lên ấy là ở gác ở đây thì là thay nhau xuống đây để gọi là ngả lưng ngủ thôi. Dạ. Có tất cả là cả tôi là 5 người thôi. Là có 4 anh chị sĩ cứ 2 tiếng một người, 2 tiếng không có đồng hồ đâu. Dạ. Cứ áng chừng thời gian thôi. Cứ ngày lại 4 thay nhau lại ngày tối 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi là một người một lần thì cứ thay nhau quay vòng nhau là xuống. Mà ăn uống ở đây cũng rất là khổ. Dạ. Đấy. Bởi ở trong đây còn có sâu nữa không ạ? Ở đây thì không, hầm này không sâu. Dạ. Chủ yếu cái lợi thế cái hầm này là nó hướng về bên mình. Dạ. Nó hướng bên mình thì bắt đầu là... Nó hướng bên mình thì là khi họ bắn thì đạn bao giờ tạt vào kia, gác để trên đỉnh này. Dạ. Đấy. Thì báo cáo là cái địa bàn là khi mà như thế mà trước cái hầm này rất là đẹp. Dạ. Khi mà được bàn giao thì khi mà trận địa họ cũng giành giật quyết liệt thì nó đánh sập hết cả mấy ngoài. Là không còn phải buộc là trung đoàn phải giữ lại mà tạm thời ở đây. Còn cái hầm này thì nói chung là cũng từ khi mà sang ấy thì quân địch bên Trung Quốc thì nó cũng nên nó cũng quấy nhiễu nhiều lần nhưng mà nói chung là cũng nói chung là anh em là bảo vệ gác là cũng tương đối chặt chẽ. Thế cho nên là cũng ngăn chặn được mấy cái lần là nó tấn công nên gọi là tấn công vặt lên ấy để mang đánh mìn lên ấy cả ban trưa. Thế nhưng mà anh em phát hiện được thì là bắt đầu là lúc bây giờ là hình như đồng chí Trọng, tôi nhớ là đồng chí Trọng bây giờ thì khi mà lúc đấy là đồng chí cũng là linh mới. Linh mới vào đấy thì khi bắn mấy quả là đạn này khi hết đạn là đồng chí Trọng thì bắt đầu tụt xuống dưới nhưng ấy thì là bắt đầu hô lên thì đúng là nó cũng chạy.
Đấy đồng chí chặn cũng hoảng, bởi vì lúc bây giờ nó cũng đạn đóm thì có băng đạn là khi thì nó đột ngột lên ban trưa thì đồng chí bắn bắn mà hô cái, thì bắt đầu anh em nhảy lên thì là xong, là bắt đầu nó chuồn mất, nó chuồn lên cái hầm mãi trên kia. Thế khi mà xong đấy là cái hầm nữa ở túi tạm kia, mà cái hầm còn cái hầm ở trên kia ấy, là hầm quay đấy. Là cái đấy là nó ở hướng bên Trung Quốc hơn 100 bắn xuống. Và bên ở bên một hai bên kia, bên kia của hướng đấy là bắn sang nên mình không ở được hầm đấy. Là cái đấy là bỏ không, trước đây là tấn công ở đấy, nhưng mà thường là chú ở đây mà gác ngay trên đỉnh đây. Đấy, thay nhau gác ngay đây, bỏ lên 2 mét là trước là đắp một cái bao cát mới xếp đá lên thành một cái chòi để mình gác. Đấy. Đấy, báo cáo với này. Để cháu vào trong cho xem. Đây quay đây. Để cháu mượn. Đây, nó cũng không to lắm đâu. Đấy, ở cái hầm này là chỉ có cả chú nhìn là có 5 người thôi. Có 4 anh lính thôi. Dạ. Thì nói chung là cái hầm là cái trận địa này tuy rằng nó nhỏ bé nhưng mà nó cũng tương đối vững chắc, lợi cái địa thế. Còn để gác ở chiến đấu thì ở ngay trên này, còn ở chỗ này là cái hầm để gọi là trú ẩn. Đấy, để có sự cố gì thì trú ẩn. Nói chung là sau khi mà ở đây được thì đến tháng 11 là khi dây thông tin từ tuy rằng là địch lên như thế có một lần quấy nhỏ, thì anh Nhất là khi mà nghe thì nó gọi là nó nút ở đấy, nó có súng ở đấy thì nghe thì ở bò trong cái rông này bên tay phải kia thì là đấy cái hầm đấy xung quanh là nó ở tạo đấy, thì là nghe thì mà thì khi mà là bắt đầu là mình đánh vào cái trận đấy là thôi nó không có nữa. Có là đến lúc an toàn đến lúc chỉ có vài lần thôi. Là họ quấy đảo thì anh em nói chung là cũng tương đối là vất vả. Đấy, ăn thì cũng thời gian là ăn là tạm bát cơm hoặc là mấy con khô thế thôi. Hết ca này. Hết ca này, bắt đầu là dựa lưng vào hầm ngủ này. Cũng nay là rất tiếc là mới liên lạc một đồng chí nữa, nhưng mà vì điều kiện là không được phép đồng chí không đi được. Đấy. Có còn lại cái những cái gì không? Hôm ở đây thì trước đây ở đây là bàn giao cho ấy toàn bộ là khi mà xuống chốt ấy, bàn giao là tôi là người cuối cùng xuống, bởi vì là mình là cán bộ phụ trách là một cái ca chỉ huy ở đây. Là khi là bàn giao là cho đội bạn là những người rút cuối cùng. Nói chung là khi ở đây thì anh em là cũng bị ra thương vào, nói chung là những cái trận ác liệt là nó cũng trải qua. Khi ở đây gác thì nói chung là họ cũng giành giật nhiều lần, nhưng mà cũng họ cũng không chiến thắng được quân ta, cho nên là họ cũng phải đành lòng để chấp nhận đấy. Nói chung là sau là cũng là an toàn đấy. Cái thời kỳ là chúng tôi ở đây đến tháng 11 là hoàn thành nhiệm vụ. Khi bàn giao cho thì một cái trận địa, một cái hầm là cũng đã bị phá hủy cái tầng trên, nhưng mà xuống cái tầng dưới này là vẫn còn giữ được. Và bàn giao và đến bây giờ là cái hầm này cả đơn vị bạn là hiện nay là bây giờ là hiện nay là vẫn còn đấy. Báo cáo này tất cả những anh em trong đơn vị cùng những trung đoàn là cái trận địa là nó cũng chỉ có như vậy thôi. Chủ yếu là cái ý chí tinh thần của anh em là nó kiên quyết là bám trụ để cấp trên là hoàn thành cấp trên cái nhiệm vụ của trên giao cho. Đấy. Đây là dây thông tin. Đây cái dây này, cái dây này là cái dây để căng màn, căng những cái tăng này. Đấy. Thì những cái dây này, những dây thông tin này mình căng vào những cái mỏm đá này. Đưa cái tăng vào để mưa nó giọt nước để nó chống chói thôi. Đấy. Thế mà khi anh em vận tải lên đây thì cũng bị thương rất là nhiều, bị thương xuống đây này. Đấy, hôm nay cũng rất tiếc là một đồng chí đi không đi được. Đấy. Bị thương ở đây luôn à? Bị thương ở đây vận tải cây lên là cũng bị thương nhiều đấy. Mà vì cái trận địa này họ bị mất là họ cũng rất là kiên quyết để họ giành giật, nhưng mà cũng không chiến thắng được quân ta. Đấy là cái dưới gần. Vâng.
chữ này thì anh em gác thì là chủ yếu lên trên này, lên trên này, lên trên này là đắp một cái chất địa trên này, gác ở trên này, lên trên đấy, trèo lên đây, lên đây, bắc cây chỗ này mà nếu nếu nó gác ở trên tận trên tròi trên này để hướng ở bên kia đấy. Các đồng chí như vậy thôi. Bây giờ thì khi qua quá trình bàn giao này nó cũng bào mòn được, là thời gian nó cũng qua đi, nó cũng cũng bị bắn phá, nó cũng ấy đi. Thì trước đây là đắp cái ổ đá cho nên tao đi đây gác cái cây lên, là bỏ lên bắc cái thang lên gần cái thang ấy, gác cái cây trên này để anh em ngồi trên này, này. Đắp như là quên một cái lô cốt ở đây. Chiều nay về xong rồi. Chứ còn kia hầm địa đạo thì là nói chung là cũng còn tương đối chắc. Thì không biết đâu được. Đây chỗ này thì cái hầm đây này, nhưng mà nó cái bên ngoài này nó mất khoảng là ở dưới này, trước nó rộng 2 tầng rồi. Nói to như cháu mà như buôn bập giả. Đi xuống đi các chị ơi. To hẳn lên. Hôm nay đi chủ yếu là hai cái hầm này. Ngồi đây này, ngồi ở đây cảnh dưới nhá. Dạ. Ngồi đây. Tôi xuống để đây. Dạ. Từ đã bác. Đấy. Đây bác ngồi đây. Bác ngồi đây này. Thường ngồi đây cảnh dưới này. Vâng. Xuống thì để ở trước mặt này. Vâng. Thấy chưa? Nói để bắn cái lũng thẳng cái lũng kia xuống à. Đấy, đi đây mình nhìn thấy có một cái lũng chạy xuống. Vâng, vâng. Thấy chưa? Vâng. Nó có vận tải thư tường lên. Đấy. Đứng ở kia là nhìn cái lũng ở xe rồi xuống. Vâng, cho thầy cái lũng. Là vận tải của nó từ đấy xuống đúng không ạ? Nó mang kèo đến, nó mang cơm lên. Vâng. Thế là mình cứ dình bắn. Đấy. Thế là cứ dình bắn ở đây. Dình bắn đây. Nó lên thì đánh bên này. Dạ. Thế hầm bác chú đâu ạ? Đây ạ. Đây này. Chính là hầm của bác. Vâng. Đấy. Bác ở hầm này 3 tháng đấy ư? Đâu, ở hầm bên này chỉ có tháng thôi. Lại hầm khác nữa. Cái hầm bị thương ở bên kia. Dạ. Lúc trước đầu tiên sang ở hầm nằm hầm đại đội ấy à? Vâng. Đấy, xong rồi sang đây. Đấy, nó là như thế. Vâng. Một hầm này sâu. Sâu. Cái này là trước. Thế đây là hai hầm ạ? Hay hai cửa? Đấy là một ngách của nó. Một ngách ạ? Đấy, cái hầm xuống dưới nó là một ngách gì ở mà. Vâng. Đấy, nó chỉ có thế thôi chứ. Dạ. Thế là mình cứ ở đây lên lên để quánh. Thôi. Đây dạ. Là cái chỗ phòng thủ của bác Hoàn đây. Vâng. Ở bên kia tôi toàn những cái kia tôi bắn sang góc này để nó lên, Trung Quốc toàn lên đây đâu ạ, toàn vách này, toàn toàn đi vách, để cứ bò lên toàn vách này. À, Trung Quốc bò từ bên đây. Cây khô kia không, sang nó bò vách này lên rồi à. Nó từ góc bên đùi này, này. À. Đấy. Hoàn toàn vách này mà còn chỗ phòng thủ Trung Quốc đấy à, chỗ phòng thủ của bác ở đây này. Đấy, xuống Trung Quốc ở đằng này hả bác? Đây toàn lên góc này để đánh bác, đấy cả vách này đây. Đấy từ cây này. Dạ. Từ cái cây đấy ạ. Đấy, cả cái kho xó đấy lên. Vâng. Đấy, chính là vì thế mà ông mình chỉ mới đưa mấy anh em sang định đánh cái hầm ở ngoài nhé, hôm qua tôi đi xuống dưới kìa. Đấy, bãi thức góc ngoài kìa. Đấy, chủ yếu Trung Quốc có lên chỗ đấy. Vâng. Đi chưa bác? Đi xuống okay, bác. Ừ, chỉ thế thôi. Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, và như vậy là chúng tôi đã hoàn tất chương trình của mình 6A, 6B và bây giờ là cái chân của lên 6B. Và tôi tin rằng những hình ảnh cũng như câu chuyện mà các cựu chiến binh của Trung đoàn 567 mang đến cho chúng ta hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn có một cái nhìn cận cảnh hơn, chi tiết hơn về 6A. Có một cái điều cũng khá là đặc biệt khi chúng tôi lên đến đây thì mặc dù dọc đường mưa hay là ở đâu đó vẫn mưa, nhưng Thanh Thủy thì không mưa, trời không nắng, không mưa. Và bây giờ thì gió rất mát. Kết thúc chương trình ở trên đỉnh 6A thì mưa xuống như trong cái đoạn trực tiếp mà chúng tôi phát. Nhưng khi xuống đến đây thì tạnh mưa và bây giờ thời tiết rất đẹp. Anh em chúng tôi ra về trong lòng hoan hỷ. Thưa các hương anh linh, chúng tôi xin phép ra về với một cái sự biết ơn, trân trọng. Sự không chỉ vì những cái đóng góp hy sinh của anh em đối với non sông đất nước mà còn vì một cái rất là nhỏ thôi, đó chính là cái chương trình hôm nay của chúng tôi đã được anh em giúp đỡ rất là nhiều. Chúng tôi từ trong đáy lòng hiểu và biết được điều đó, trân trọng sự ủng hộ, hỗ trợ và âm phù
của các anh em. Và bây giờ chúng tôi xin phép ra về, anh em ở lại. Tôi tin rằng là có mọi người sẽ biết về cái nơi này, và khi nào nếu mà có dịp hoặc có ai đó lên, chúng tôi sẽ gửi lên đây một cái tivi của wifi nữa để anh em xem. Vâng ạ. Xin thưa tất cả các đồng chí đồng đội đã từng tham gia chiến đấu trên điểm tựa 6AB, cũng như thưa các anh linh liệt sĩ đã hy sinh tại điểm tựa 6AB cũng như là mặt trận Vị Xuyên. Tôi xin phép được thay mặt anh Minh, đại đội phó đại đội 7, có đôi lời ý kiến phát biểu trước khi ra về như này. Tất cả những cái gì các đồng đội, các đồng chí nhìn thấy vừa rồi trong cái chuyến hành trình trở lại 6AB mà Winwin Việt Nam đã quay, cũng như các lời kể của đồng đội, thì thay mặt các đồng đội đã từng tham gia chiến đấu ở 6AB cũng như anh em cựu chiến binh trung đoàn 867, tôi xin được trân trọng cảm ơn Winwin Việt Nam và chị Hải Yến cùng ekip. Trong 10 ngày, đây là lần thứ hai Winwin Việt Nam trở lại xác định lại cái điểm tựa 6AB. Và tôi cũng không biết nói gì hơn cả. Rất chi là trân trọng tấm lòng của chị Hải Yến và các cháu cùng trong ekip, cũng như là thay mặt anh Minh là trân trọng cảm ơn tất cả các đồng chí đồng đội hôm nay đã không quản ngại đường cái xa xôi. Chúng ta từ Bắc Linh, từ Hà Nội, từ Thái Nguyên, từ Vĩnh Phúc là trở lại đây để cùng xác định lại cái điểm tựa 6AB một lần nữa. Và đến giờ phút này là tôi thay mặt tất cả anh em đồng đội khẳng định chắc chắn với các đồng chí đồng đội rằng đây là điểm tựa 6AB, nơi mà trung đoàn 567, đại đội 5 của trung đoàn 567 đã đánh địch ra khỏi điểm cao 6AB, cũng như là C7 đã phòng thủ vững chắc, an toàn và bảo vệ vững chắc từng tấc đất biên cương của Tổ quốc. Cũng như là để giữ được cái điểm tựa này thì rất nhiều cán bộ chiến sĩ của trung đoàn 567 cũng như được C7, C5 đã anh dũng hy sinh tại đây. Trước khi ra về, chúng tôi không phải nói gì hơn, xin được trân trọng cảm ơn Union Việt Nam, cảm ơn tất cả các đồng chí đồng đội, và xin kính chúc anh linh các liệt sĩ trên điểm tựa 6AB cũng như là mặt trận Vị Xuyên được bình an và phù hộ cho chúng tôi cùng gia đình cũng như Union Việt Nam và đồng bào cả nước được an khang mạnh khỏe. Tôi xin được trân trọng cảm ơn ạ. Chào. Chị chào với đã. Vâng, ông Nguyễn Đăng Thuần đã thay mặt anh em có lời với khán giả. Tôi cũng xin được thay mặt Winwin Việt Nam xin cảm ơn các anh em cựu chiến binh của đại đội 7, đại đội 5 đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin cảm ơn ekip làm phim đã cùng với U cũng không quản ngại khó khăn để trở lại những chiến trường xưa, giúp các cô các chú nhìn lại cái tuổi thanh xuân của mình. Và xin cảm ơn các hương anh linh đã giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ này. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính chào tất cả các anh linh liệt sĩ. Chúng tôi xin rút xuống dưới. Đây. Chúng tôi xin rút. Nhiệm vụ. Chào. Chào. Anh rất ngàn thu. Yeah.